Giải thưởng thương hiệu vàng thành phố Hồ Chí Minh nhằm tôn vinh những doanh nghiệp thành công trong quá trình xây dựng thương hiệu sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh, góp phần nâng cao năng lực của doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh trong nước và quốc tế. Phát biểu tại buổi lễ công bố chương trình, ông Bùi Tá Hoàng Vũ, Giám đốc Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh nhận định, thương hiệu chính là tài sản lớn nhất của doanh nghiệp, xây dựng thương hiệu chính là đầu tư lớn và cần thiết trong quá trình khẳng định năng lực. Tôi nghĩ sự ghi nhận từ cái việc đạt được những giải thưởng danh giá này, đó là cái sự hỗ trợ lớn nhất mà cộng đồng người tiêu dùng cũng như cơ quan quản lý dành cho doanh nghiệp, và cái sự tiếp sức của doanh nghiệp về việc thông tin, chia sẻ những cái chủ trương phát triển của thành phố Hồ Chí Minh, các cái sự đầu tư hỗ trợ trong cái vốn đầu tư phát triển và cái tạo cái sự công bằng trong hoạt động, đó là cái sự tiếp sức của thành phố đối với hoạt động của doanh nghiệp. Chúng tôi kỳ vọng cái giải thưởng kỳ này nó là một cái động lực thật sự cho những cái doanh nghiệp được hình thành, hoạt động và phát triển từ địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Đối tượng tham gia là thương hiệu sản phẩm hàng hóa dịch vụ thuộc sở hữu của doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh, đáp ứng các tiêu chí của ban tổ chức và theo quy định pháp luật. Người tiêu dùng cũng được tham gia bình chọn thương hiệu thông qua trang web của chương trình. Cứ mỗi cái logo của doanh nghiệp khi mà họ nộp cái hồ sơ vào á, thì chúng tôi sẽ điền đầy đủ các thông tin để cho người tiêu dùng họ có đầy đủ thông tin để họ quyết định họ chọn cái thương hiệu nào. Thì như vậy là chúng tôi thiết kế thứ nhất là ở bên đây có một cái phần là cái tab là xem thông tin của doanh nghiệp, cái thứ hai là bình chọn. Thì khi vào họ bình chọn thì nó có 4 câu hỏi, thì khi họ sẽ trả lời 4 câu hỏi đó, và như thế khi họ chọn xong thì họ bấm một cái nút là gửi cái thông tin đó, thì như vậy là hoàn thành cái việc bình chọn. Tôi nghĩ rằng cái chương trình này nó tiếp tục phát triển bền vững và nó sẽ ủng hộ cho doanh nghiệp, và doanh nghiệp sẽ thấy cái lợi ích là xây dựng một cái giá trị cốt lõi, xây dựng cái thương hiệu là thương nghiệp. Các cái doanh nghiệp nó sẽ phát triển mạnh hơn và được người tiêu dùng ưu chuộng nhiều hơn. Thì tôi nghĩ cái chương trình này tiếp tục nó phát triển và nó phát triển có cái chất lượng bền vững cao hơn. Hầu hết các ý kiến chuyên gia về xây dựng thương hiệu đều nhận định việc đánh giá và nhận xét một thương hiệu ngày nay không chỉ dừng lại ở phần bề nổi là truyền thông, mà còn phải xét đến những yếu tố nền tảng của thương hiệu, là nền móng sức mạnh thương hiệu, giúp doanh nghiệp thực hiện sở hữu được các lợi thế cạnh tranh lâu dài và bền vững. Việc sở hữu một thương hiệu uy tín được công nhận là điều bảo chứng mạnh mẽ cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Chương trình bình chọn thương hiệu vàng thành phố Hồ Chí Minh năm 2020 sẽ bắt đầu từ tháng 12 và công bố vinh danh các thương hiệu vàng vào tháng Giêng năm 2021. Doanh nghiệp và người tiêu dùng quan tâm có thể tìm hiểu, đăng ký tại trang web chính thức của chương trình thương hiệu vàng.thesaigontime.vn